tất cả quý vị chắp tay niệm Phật cho chúng tôi ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa tất cả tăng ni và toàn thể Phật tử, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi tới chùa Hoa Nghiêm tại xứ Bỉ này để mà thuyết pháp. Thấy rằng cái lòng chân thành của ni sư trụ trì lời thơ mời câu ứng nhân cái lời mời đó, và hôm nay đến tại đây giảng cho tăng ni Phật tử nghe một thời pháp. Thời pháp này chúng tôi lấy cái đề tài là Phật pháp là chân thật. Sở dĩ tôi nói đề tài này bởi vì có một số người họ hiểu lầm đạo Phật. Họ tưởng rằng đạo Phật là cái gì huyền bí, cái gì bí hiểm lắm, khó hiểu. Thí dụ tụng kinh Bát Nhã, quý Phật tử hiểu được gì không? Tụng mà không hiểu gì hết trơn. Thì như vậy có phải là bí hiểm hay không? Mà nếu là bí hiểm thì cái lời Phật dạy nó không có lợi ích gì cho chúng sinh. Cho nên chúng tôi phải nói rõ rằng giáo pháp của Phật là chân thật, rất là thiết yếu với cuộc sống của con người. Quý vị nhớ Phật là gì không? Phật là ông Phật thôi, phải không? Bởi vì ở Việt Nam, nhất là quý vị ở ngoài Bắc hồi xưa, thì thấy hồi thế kỷ thứ 13 trở về trước, kêu ông Phật là ông gì? Ông Bụt. Mà sao ngày nay chúng ta lại gọi là ông Phật? Đó là cái mà nhiều người cũng không biết lý do gì. Nhưng mà sự thật không có gì lạ. Bởi vì ngày xưa ở miền Bắc, dùng ly lâu của chúng ta được các cái nhà buôn từ các nơi tụ hội về buôn bán. Rồi có một số chư tăng người Ấn theo thuyền buôn sang Việt Nam truyền đạo. Khi sang truyền đạo thì các ngài nói ra rồi chúng ta phát âm theo. Nguyên cái chữ Phật, chữ Bụt mà chúng ta gọi hiện giờ đó là từ chữ Buddha của tiếng Phạn. Mà Buddha thì gọi là ông Bụt, phải không? Dịch theo chữ Hán thì chữ Bút đó là giác, chữ Đa đó là người, người giác ngộ thì gọi đó là Bút Đa. Nhưng mà nếu nói người giác ngộ mà dịch theo đó để gọi đó thì sợ người ta hiểu lầm. Cho nên để nguyên cái âm mà không có dịch nghĩa. Bởi vì cái giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ triệt để, giác ngộ viên mãn, chứ không phải cái giác ngộ mà theo cái thế thường người ta hiểu.
thế thường người ta hiểu đơn giản, người nào xấu, người nào trước kia trộm cướp, mà có ai tới dạy họ để họ thức tỉnh, họ bỏ cái xấu, bỏ cái trộm cướp, thì gọi người đó là sao? Ông đã giác ngộ rồi đó, phải không? Phải giác ngộ đó, có cái gì chỉ chừa được cái tật xấu thôi, chứ không có gì là cao siêu. Hoặc giả có ai mà phát minh được chút ít gì đó, cũng nói ông đã giác ngộ. Thì như vậy, nếu dịch nghĩa là giác ngộ thì sẽ bị người ta hiểu lầm. Vì vậy mà chúng ta kêu là ông Bụt, phải không? Ông Bụt ở ngoài Bắc. Nhưng mà sao từ thế kỷ thứ 15 về sau thì kêu bằng ông Phật. Quý vị biết lý do chưa? Tại vì sau này khi quân nhà Minh sang đánh Việt Nam, thì khi đó đến chùa chiền nó đốt kinh sách hết. Rồi khi trở về Kim Lăng, họ mới cho Việt Nam thỉnh một tạng kinh bằng chữ Hán. Rồi khi thỉnh tạng kinh chữ Hán thì cái chữ bút thì người qua dịch mình đọc là chữ Phật, vì một bên chữ Nhân bằng chữ Phất mình đọc là Phật, còn chữ Đa là mình đọc là Đà, Phật Đà. Cho nên hiểu cho rõ, chữ Phật là sau này mình phát âm theo chữ Hán, còn chữ Bút đó, Bút đó là theo cái tiếng Phạn ngày xưa các vị truyền giáo là người Ấn, để chứng minh rằng Phật giáo ở Việt Nam có rất lâu đời chứ không phải mới. Đó là một cái chỗ tôi nói cho quý vị biết sơ. Như vậy thì chữ Buddha hay là chữ Phật mà bây giờ chúng ta gọi là chỉ cho một người giác ngộ được viên mãn, được triệt để hết tất cả pháp ở thế gian thì gọi đó là Phật, chứ không phải giác ngộ sơ sài mà dám nói là giác ngộ được. Như vậy thì Phật là bậc giác ngộ, còn ai giác ngộ nữa không? Là Bồ Tát, phải không? Bồ Tát thì chữ Bồ Tát nguyên âm của tiếng Phạn là Bodhisattva, mình đọc theo tiếng Trung Hoa phát âm thì nó là Bồ Tát hay là Bồ Đề Tát Đỏa. Bodhisattva dịch là Bodhi là giác, Sattva là phần, giác ngộ từng phần, gọi đó là Bồ Tát. Còn bây giờ Phật tử gọi là gì? Bây giờ chúng ta được gọi là gì? Là Phật tử, phải không? Phật tử là dịch là từ cái chữ âm chữ Phật là giác đó. Tử là con, tức là con bậc giác ngộ. Như vậy thì Bồ Tát giác từng phần, Bồ Tát giác viên mãn, còn chúng ta là sao? Chưa giác là Bồ Tát. Chúng ta giác một tí thôi, tí nhỏ, cho nên gọi là Phật tử. Nhưng mà nhiều khi Phật tử của mình không biết có giác hay chưa nữa. Quý vị thấy có giác được chút nào chưa? Đó là để tôi nói cho quý vị thấy cái sự giác ngộ. Bởi giác ngộ cho nên Phật thấy đúng như thật tất cả pháp ở trên thế gian. Mà thấy đúng như thật cho nên Ngài dạy chúng ta tu. Nếu chúng ta hiểu được cái pháp đó thì chúng ta cũng thấy được cái lẽ chân thật. Như vậy thì tôi bảo rằng đạo Phật là đạo chân thật, là chỗ do chúng ta giác ngộ, thấy được lẽ thật, nên chúng ta hiểu, chúng ta hành đúng như lời Phật dạy,
những cái lời hoàn toàn chân thật. Như vậy thì chân thật từ cái gì? Ở đây tôi đi từng bước cho quý Phật tử dễ hiểu, dễ nhận. Bước thứ nhất là khi Đức Phật giác ngộ viên mãn rồi, Ngài thấy chúng sanh bị sau khi chết bị luân hồi sanh vào trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, Atula và cõi trời. Thấy rõ như vậy, mà như vậy tại sao lại sanh trong sáu đường đó? Đó là để chỉ cho vì chúng ta mê lầm, tạo những nghiệp ác, tạo những cái nhân xấu, cho nên phải rơi vào ba đường xấu. Còn ai sáng suốt, tạo những nhân tốt thì sẽ sanh được cái cõi lành, cõi tốt. Đó là tôi nói trong lục đạo luân hồi mà do Đức Phật thấy Ngài chỉ bảo cho chúng ta. Như vậy thì muốn ở trong luân hồi sanh tử này mà chúng ta được sanh những chỗ lành, chỗ tốt thì phải tu làm sao? Quý vị nhớ không? Bởi vì Phật dạy chúng ta phải y cứ cái nhân, cái quả, từ nhân rồi thành quả, gọi là lý nhân quả của Phật. Rồi đi trong luân hồi lục đạo, đó là cái lý luân hồi. Như vậy thì luân hồi trong lục đạo do cái gì dẫn? Đó là nghiệp dẫn, cho nên nghiệp báo. Đó. Như vậy thì nhân quả, nghiệp báo, luân hồi là cái bước đầu của người Phật tử chúng ta phải tu. Nhân mà chúng ta đã gây thì quả chúng ta phải chịu. Quý vị biết Đức Phật, Ngài có hứa hẹn rằng ai mà tin Ngài, cầu xin Ngài, Ngài sẽ ban cho phước lành, có không? Vậy chứ làm sao? Làm sao mà Phật tử lại mỗi đêm cầu khấn mỗi đêm vậy? Phật không hứa sao lại cầu? Đó, chỗ này tôi nói trong kinh Phật dạy rõ ràng, ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Tại sao? Nếu ban phước xuống quả thì không có nhân quả, phải không? Mà nhân quả thì không có ban phước xuống quả. Đó. Mà quý vị thấy, như Phật tử muốn đi một nơi nào xa mà thờ Phật trong nhà, thì trước khi đi xa cái lễ thắp hương cầu Phật, nguyện Phật gia hộ cho con đi đường được bình an, thì đó tốt quá rồi, phải không? Nhưng mà để ra đường gặp ai đó họ nói những chuyện gì trái ý mình, nổi tức cái chửi lộn với họ, thì lúc đó bình an không? Thì Phật có chen vào đó can thiệp được không? Như vậy thì tại sao chúng ta bị những cái hoạn nạn, những cái khó khăn là tại vì cái lòng nóng giận của mình. Mình không làm chủ được, mình không làm chủ được, mình mắng người ta thì người ta trả lại, người ta chửi mình, phải không? Mình gieo nhân thì mình chịu quả, chứ Phật không có chen vô đó chỗ nào hết. Đó, thì lời Phật dạy là lẽ thực, dạy mình tu là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, mà mình không chịu bỏ, mà cứ nhờ Phật gia hộ cho được bình an, Phật gia hộ cho mọi tai nạn đều hết, thì Phật gia hộ được không? Vậy mà Phật tử thì sao? Phật thì dạy lẽ thực, mà lẽ thực thì nó hơi khô khan quá, phải không? Chứ nói cầu Phật cái Phật ban cho đủ thứ hết, chắc cái đó là Phật tử vui lắm. Nhưng mà Phật không bao giờ nói những cái gì trái với lẽ thực, chỉ lẽ thực cho chúng ta thấy rằng nhân của chúng ta gây
thì quả chúng ta phải chịu, chứ không ai chen vô đó hết. Như vậy trong khi chúng ta làm việc ác, chúng ta nói là dữ, thì cái việc ác chúng ta làm, lời dữ chúng ta nói bị phản ứng lại liền, chứ trong đó không có Phật can thiệp vô, còn không có ông tạo hóa nào chen vô đó hết á, phải không? Mà chỉ mình làm rồi mình chịu, chứ không ai. Như vậy thì Phật nói thiệt, nói cái lẽ chân thật, mà chúng ta ngày nay thì hơi đi xa hơn cái lời Phật dạy. Có đi xa hơn nhiều ít? Chắc cũng hơi nhiều rồi, phải không? Rồi từ cái lời thật, Phật dạy chân thật đó, mà chúng ta lần lần muốn biến Phật thành ông thần, ông thánh, phải không? Rồi xin Phật cái này, xin Phật cái kia. Như vậy thì tại sao chúng ta có cái thái độ nó hơi lệch lạc đó? Là tại vì chúng ta yếu đuối, phải không? Sợ cái này, sợ cái nọ, sợ cái kia, cho nên lúc nào cũng muốn trông cậy có cái bề trên nào đó che chở cho mình thì đỡ sợ. Còn nếu không có cái bề trên che chở thì sợ quá đi. Cho nên rồi dù Phật nói Phật không ban phước xuống quả, mà cũng cứ xin Phật dài dài, phải không? Đó là một cái điều rõ ràng. Là nếu chúng ta xin Phật được thì chúng ta nói Phật linh, nếu không được thì nói sao? Nói Phật không có thương mình, phải không? Mà Phật lúc nào không thương chúng sanh, Phật thương tất cả chúng sanh, không bỏ rơi một người nào hết. Phật thương muốn độ, nhưng mà vì chúng ta không hiểu lời Phật dạy, ứng dụng cho đúng, rồi tưởng như Phật không thương, chứ Phật đâu có bỏ ai, ai Phật cũng thương. Cho nên trong kinh nói đó, Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con vậy đó, chứ đâu có bỏ người nào. Mà Phật tử mình có người xin là làm ăn khá, có người làm ăn không khá, phải không? Người làm ăn không khá đó, tưởng như Phật không thương mình. Đó là một cái hiểu lầm rất là lớn lao. Cái lời chân thật của Phật chỉ dạy, chúng ta không sử dụng đúng mức, mà chúng ta lại đi lệch đường. Từ cái lệch đường đó lại sanh ra có cái hiểu lầm Phật thương người này bỏ người kia. Đó là cái lầm lẫn của chúng ta. Bây giờ tôi nói thí dụ như có người nào họ muốn được một cái mẫu bắp trồng cho nó tốt, kết quả cho nhiều, mà họ cứ ra ngoài trời họ chắp tay họ lại hoài, lại trời lại Phật cho con được một mùa bắp trúng, mà không chịu gieo giống, thì chừng nào được? Quý vị tưởng chừng nào được? Không có nhân thì không bao giờ có quả, phải không? Như vậy thì cái nhân mình không gieo mà mình đòi cái quả là cái chuyện thực là không bao giờ có. Vậy mà Phật tử nhiều khi không chịu gieo nhân mà ưng đòi quả, đó là cái sai lầm. Muốn cho có một thửa bắp trúng nhiều hột thì trước mình phải lựa hạt giống tốt, rồi mình gieo trồng, rồi sau này mình mới có kết quả được cái cây bắp tốt, có cái quả bắp tốt. Thì như vậy tất cả cái đó quý vị kiểm nghiệm lại thế gian, không có cái gì ngoài nhân quả hết. Nhân quả là chân lý trong cái tương đối, nhân quả là một sự thật không chối cãi được. Mà chúng ta tu nhiều khi nói rằng trung thành với Phật mà nhân quả mình không tin. Nếu không tin nhân quả thì có thể gọi là trung thành với Phật được không? Lời Phật dạy mà mình không làm theo, cũng như cha mẹ dạy con, con đừng có tập theo mấy cái đứa ngỗ nghịch để rồi hút ra phiện, xì ke, ma túy. Cha mẹ dạy vậy, khuyên vậy, mà có đứa con nó, con có hiếu mà nó lại theo cái đám kia nó chơi, thì quý vị gọi nó có hiếu được không?
đó là nó đâu có hiếu được. Muốn nói nó có hiếu thì nó phải vâng lời cha mẹ. Cũng như vậy, nếu là Phật tử chân chính thì chúng ta phải thực hành đúng như lời Phật dạy. Không có một cái gì tốt hay xấu nó đến với chúng ta một cách ngẫu nhiên, mà đều có nhân rồi mới có quả, phải không? Bây giờ quý vị có khi nào đó mình không ghét một người mà người đó lại làm hung làm dữ với mình, có vậy không? Hay là tại có thù oán với nhau rồi mới có làm hung làm dữ đó. À, nếu đời này cái thù oán nó mới gây rồi gặp lại, hoặc là đời trước mình đã gây bây giờ mình gặp lại, chứ không phải nhân quả chỉ có một đời thôi. Nhân quả phải mấy đời? Ba đời. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba đời đó nó liên hệ với nhau. Có những cái nhân mình gây đời trước mà đến đời này mình mới trả quả. Rồi có những cái quả mình làm ngay đời này, thì ý nhân làm ngay đời này mà đời này mình được hưởng quả liền. Có cái làm mà chưa được hưởng quả. Nó có sai chạy như vậy. Chứ không phải nói nhân quả là mình làm cái có liền. Có nhiều người cứ than thở rằng tại sao tôi làm lành làm phước mà tôi cứ xảy ra những cái vui buồn, những tai nạn hoài. Nghĩ vậy cái nó chắc là không có nhân quả, hay là nhân quả nó không có thật, không đúng. Đó là hiểu lầm. Bởi vì tôi thí dụ cho quý Phật tử hiểu, như quý Phật tử ở nhà trong phố thì có một cái căn nhà giữa nhà mình họ bán, cái có một người khác lại mua thì mua về làm ăn ở tại cái căn nhà đó. Thấy họ làm ăn rất là siêng năng cần mẫn, mà cuối năm hỏi anh chị được khá chưa, dư giả chưa, thì nói tôi làm một năm rồi mà tôi còn thiếu nợ. Quý vị thấy lạ đời chưa? Tại sao làm ăn khá mà lại thiếu nợ? Nhưng mà nếu truy nguyên ra thì khi mua căn nhà thì anh vay tiền người ta, phải không? Vay thì làm ăn khá thì trả được phân nửa và phần ba, còn nợ lại tới phần nửa hoặc hai phần, chứ không phải là làm ăn khá đó liền hết nợ. Đó. Cũng như vậy, bây giờ chúng ta làm lành nhưng mà cái nợ cũ mình còn, mình trả chưa hết, thì những cái lành chưa tới kịp. Chừng nào chúng ta trả hết cái nợ cũ thì cái lành của chúng ta mới kết quả. Cũng như cái chú kia, cái chú mua nhà đó ít ra cũng 2-3 năm làm ăn siêng năng cần mẫn, kết quả tốt, thì 2-3 năm sau mới có dư, phải không? Hết nợ rồi mới có dư, thì cái chuyện đó là một lẽ thật. Còn mình bây giờ vội vàng quá, muốn làm cái đòi kết quả liền, phải không? Thì cái đó là cái nó không đúng lẽ thật. Cho nên cái nhân quả mình phải nhìn xuyên qua cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Có khi hiện giờ chúng ta làm những điều rất tốt, rất lành mà chưa có cái quả tốt, quả lành tới, là vì nó chưa có tới cái giai đoạn chín mùi mà phải qua đời sau chúng ta mới hưởng. Không bao giờ nhân tạo ra mà mất, nó vẫn còn, nhưng mà chưa có đủ thời kỳ chín mùi của nó thì nó chưa có chín. Như quý vị thấy mình trồng cái cây, có những cái cây mình trồng xuống đầu năm trồng cuối năm cái có quả, như cây chuối chẳng hạn. Còn có những cây trồng 3-4 năm nó có quả, thì cái đó nó đâu có cố định. Vì vậy mà chúng ta đừng lầm tưởng làm lành mà không có quả lành, nó chỉ có muộn hoặc nó có sớm thôi. Còn nếu chúng ta hiện đời này không có cái nghiệp ác nào của quá khứ
thì mình làm lành liền được hưởng quả lành, không có sai chạy. Như vậy thì cái nhân quả trong nhà Phật gọi là luật nhân quả, cái đó là một cái khẳng định, không có phải là cái chuyện mơ hồ. Đó là một lẽ thật, chứ không có nghi ngờ gì nữa. Vì vậy mà tôi nói Phật Pháp là lẽ thật, là cái lẽ chân thật, không có nghi ngờ. Rồi nói tới nhân quả thì quý vị dễ hiểu rồi đó. Nhưng mà qua tới luân hồi dễ hiểu không? Luân hồi đời này qua đời khác. Trong kinh Phật nói chúng ta sinh ra ở đời này, nếu tạo nghiệp lành thì đời sau sanh ra được cái cảnh lành, còn tạo nghiệp dữ thì đời sau sanh ra gặp cái cảnh dữ. Như vậy thì hiện tại chúng ta làm lành, làm dữ, thì cái nghiệp lành dữ đó nó dẫn chúng ta sanh ở chỗ lành hay ở chỗ dữ. Như vậy thì quý vị tin rằng mình chết, cái nghiệp nó dẫn mình đi đến chỗ lành, chỗ dữ. Điều đó có thật hay không? Cái điều đó nếu nói gần thì quý vị thấy ở một gia đình sanh 3-4 đứa con thì cũng người cha, người mẹ đó, mà 3-4 đứa con sanh ra nó giống nhau không? Đứng về mặt cơ thể, xác thịt thì có khi giống một chút, phải không? Nhưng mà về tâm lý thì mỗi đứa có khác. Đứa thì thích môn này, đứa thích môn kia, nó không giống nhau. Thì như vậy, cái không giống nhau đó từ đâu mà ra? Phải cha mẹ dạy không? Phải thầy cô dạy không? Không. Mà chính là cái tập của quá khứ. Bởi hồi xưa người đó là người làm thợ mộc, thợ hồ, thì bây giờ sinh ra cái những cái gì thủ công nó làm giỏi lắm. Còn nếu mà người đó là nhà văn thì bây giờ đi học cái thì văn chương họ giỏi. Đó hồi xưa người kia hồi xưa là nhà toán học thì giờ vô học học một biết hai. Do đó mà chúng ta mới thấy có những vị thần đồng, phải không? Thần đồng âm nhạc, thần đồng toán, đủ thứ. Thì như vậy để biết rằng cái quá khứ của chúng ta nó còn mang lại trong đời này, chứ không phải là hết. Như vậy thì chứng minh rằng đời này chúng ta tạo những cái lành, những cái tốt, nó gọi là tạo nghiệp lành, nghiệp tốt, thì sao chúng ta được sanh cõi lành, cõi tốt. Còn nếu tạo nghiệp ác, tạo điều ác thì đời sau phải sanh chỗ ác, chỗ dữ. Cái đó là cái lý luân hồi. Mà luân hồi từ nghiệp nó dẫn đi, chứ không phải bỗng dưng. Mà quý vị biết mình có nghiệp gì không? Thường thường ta nói nghề nghiệp đó. Nghề nghiệp là sao? Cùng làm một nghề thợ mộc với nhau thì những người đó gọi bạn gì? Cùng làm thầy giáo với nhau thì gọi là gì? Ở đó đồng nghiệp, tức là cái mà mình làm mãi một việc lâu cái thành cái thói quen. Thói quen đó gọi là nghiệp. Như vậy thì cái nghiệp là cái mà mình tạo, mình làm. Quý vị thấy có người nào không bao giờ cầm điếu thuốc hút, người đó có thể ghiền thuốc được không? Thì tại sao họ ghiền? Là tại vì họ tập hút, phải không? Bữa nay một điếu, mai một điếu, tập lâu cái thành thói quen. Thói quen là thành ghiền thuốc, gọi là nghiệp ghiền thuốc. Người tập uống rượu cũng vậy. Còn bé mà đưa cái ly rượu tới miệng thì phun ra chứ đâu chịu uống, phải không? Nhưng mà tập, lớn là tập lần lần, bữa một chung, hai chung, là lần lần cái thành thói quen cho nó ghiền. Thì cái ghiền đó là cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó từ đâu lại? Quý vị thấy từ đâu lại? Trời khiến hay là Phật xui? Thì tất cả cái nghiệp đều từ mình. Mình tập
rồi mình phải chịu, chứ không phải ai đặt để cho mình hết. Như vậy thì Đạo Phật nói nghiệp là nói cái do cái hành động của mình tạo nên cái nghiệp lành, nghiệp dữ, chứ không phải trời xui đất khiến mình khổ hay là trời xui đất khiến mình vui. Không có cái khổ vui từ bên ngoài đến, mà chính ở nơi mình. Như vậy thì quý vị thấy nghiệp là một lẽ thật, chứ không phải là cái chuyện mơ hồ. Như vậy thì ai cũng có tạo nghiệp, mà chỉ khác nhau là lành với dữ thôi, phải không? Người thì tạo nghiệp lành, người thì tạo nghiệp dữ. Mà tạo nghiệp lành, nghiệp dữ thì sẽ đi đường nào? Thì đây Phật nói có 6 đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là gọi là 3 đường ác, rồi cõi người, A-tu-la, cõi trời là 3 đường lành. Thì bây giờ quý vị biết cái gì sẽ đi 3 đường ác, cái gì sẽ đi 3 đường lành không? Đấy là 5 giới nè: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu say, không có phiền xì ke ma túy. Đó là 5 điều lành để bảo đảm mình đi đường lành. Đường lành thấp nhất là cõi người. Còn 5 cái này phạm hết thì đi 3 đường dữ, phải không? Vậy thôi, có gì lạ. Như vậy thì cái lành, tôi nói nếu mà mình giữ giới không sát sanh, không giết người, thì đời sau mình sanh ra thì cái nhân bảo vệ sinh mạng người thì mình được sống lâu. Mình không trộm cắp của người thì cái nhân không có, mình biết bảo vệ tài sản của người nên đời sau sanh ra có của cải nhiều. Rồi cái nhân mình giữ cho sau khi có gia đình trở thành những con người trinh bạch tốt đẹp trong gia đình thì đời sau sanh ra là người đẹp đẽ. Mình muốn cho mọi người đừng có bị lầm, bị gạt, mình không dối, không lừa họ, bảo vệ cho họ một lẽ thật thì đời sau sanh ra nói lưu loát, nói ai cũng quý, cũng tin. Mình không có uống rượu mạnh, không uống say, không hút quá phiện xì ke ma túy, vì cái đó là cái phá hoại trí tuệ. Mà mình không làm cái đó thì đời sau trí tuệ sáng suốt. Thì như vậy cái nhân với cái quả nó theo nhau, chứ không phải ngẫu nhiên mà người này sanh ra khôn ngoan, người kia sanh ra rồi tâm tối. Cũng không phải ngẫu nhiên người này sanh ra đẹp, người kia sanh ra xấu, phải không? Có cái duyên hết á. Bởi vậy nên Phật dạy mình tu để trở lại làm người thì phải giữ 5 giới cấm để xứng đáng làm con người tốt. Bây giờ ở xã hội mà nếu trong 5 điều đó mà mình có phạm thì tức là không được tốt rồi. Thì như vậy hiện đời mình là người tốt thì đời sau trở lại làm người tốt. Đó là cái luân hồi đúng theo cái nhân mình đã tạo, thì cái quả nó hưởng ứng theo đó. Mà cái dẫn mình đi đó gọi là nghiệp. Nghiệp nó dẫn để đền đáp lại những cái gì của quá khứ. Như vậy thì căn cứ trên cái lý luân hồi nhân quả thì quý vị thấy có phải là lẽ thực không? Mà hơn nữa nếu mà nói theo ngày nay, quý vị thấy luân hồi là gì? Hai chữ nó cũng khó hiểu, phải không? Chữ Hán luân là cái bánh xe, hồi là lăn tròn. Bánh xe nó lăn tròn hoài thì lên xuống ở trong 6 đường đó gọi là luân hồi. Như vậy thì hiện đời chúng ta có chứng thực được lý luân hồi đó không? Cái quả địa cầu chúng ta đang làm gì? Nó đang quay, tức là lên xuống vậy. Thì hết tối tới sáng, hết sáng tới tối, quay như vậy đó là luân hồi. Rồi trong con người chúng ta làm sao? Máu từ tim ra, ra là chạy rồi trở về tim, chạy ra vào lẫn quẩn nhiều đó là luân hồi. Như vậy thì từ cái địa cầu, từ là bản thân, từ tâm niệm chúng ta đều đi theo cái chiều hướng luân hồi. Mà nhiều khi mình không hiểu, mình tưởng đâu nói luân hồi là nói cái gì huyền bí,
Chứ sự thật nó là như vậy. Đó là quý vị thấy được cái lý luân hồi, cái lý nhân quả. Quý vị tin chưa? Mà có sợ không? Sợ ai? Bây giờ sợ ai đó? Nó sợ không biết ai. Thường thường sợ, tưởng sợ ai đó hành mình, phải không? Nhưng bây giờ sợ cái người chủ nhân tạo đó, phải không? Người chủ nhân tạo đó, mình phải tạo cái gì để tránh cái khổ, mình tạo cái gì để được cái vui. Thì như vậy Đạo Phật đem lại cho quý vị một cái quyền hoàn toàn quyết định, chứ không phải ai chen vô hết, không phải trời Phật can thiệp vô. Mà bây giờ chúng ta làm gì gặp cảnh khổ quá cái kêu trời, phải không? Như vậy thì cái khổ đó nó kêu thì kêu ai? Nó kêu mình, tại sao hồi xưa ngu vậy, bây giờ mới tạo cái nghiệp dữ, rồi hối hận, ăn năn sám hối, thì mà chưa cái. Cái này kêu trời, đổ thừa trời, thì cái chuyện đó có ai biết cho. Như vậy thì tất cả cái gì chúng ta gặp khổ thì chúng ta đều đổ trách nhiệm ở một đấng nào đó. Thì cái đó có thật không? Còn bây giờ biết tất cả cái làm tốt, xấu, hay, dở, tự mình, mình nhận lấy trách nhiệm, thì cái đó là một lẽ thật. Biết nhận lấy trách nhiệm để mà sửa, đó là khéo tu. Còn không biết nhận trách nhiệm mà cứ theo cái đà đó rồi oán hờn thù hận, thì đó là chưa biết tu, phải không? Như vậy cái người tu là cái người sáng suốt, biết được rõ ràng những cái gì mình đã lỡ tạo, ngày nay mình phải can đảm nhận, chứ không phải đổ trút cho người này người kia. Như vậy thì người Phật tử chúng ta học Phật rồi thấy mình là một con người đầy đủ trách nhiệm hết, có trách nhiệm với mình, chịu trách nhiệm với tất cả cái gì quá khứ lỡ gây, gặp cảnh khổ mình có kêu trời kêu đất không? Mình cười nó phải rồi, hồi xưa ngu dại tạo cái này cho nên bây giờ gặp đây, phải không? Chưa, bây giờ mình không tạo mà gặp nó thì biết cái ngu dại của hồi trước. Bây giờ phải ráng ăn năn sám hối. Còn nếu mình được cái gì vui cũng không tự hào, nhờ xưa biết tu đó, biết làm lành đó, cho nên bây giờ được cảnh tốt. Như vậy thì gắn làm lành chứ không có ngạo mạn, tự cao gì hết. Có ai bỗng dưng được đâu ngạo mạn. Cái này là cái công của mình trước đó. Như vậy thì chúng ta biết tu rồi, đứng ở trong cái xã hội này chúng ta rất là vững. Như vậy cái người mà tin được nhân quả, người đó có can đảm không? Dám nhận trách nhiệm, không đổ thừa ai hết. Còn người không có biết lý nhân quả thì cứ đổ trút tại trời khiến, tại cái gì tại không à. Còn mình biết nhân quả rồi thì can đảm nhận hết cái gì dở để mình sửa, cái gì hay thì mình ráng làm thêm. Thì đó là cái người hiểu Đạo Phật, tin nhân quả. Mà hiểu đúng, tin đúng vậy, có giác ngộ không? Bây giờ quý Phật tử nghĩ mình có giác được nhiều ít? Chút chút là. Bởi vậy nên nói Phật tử, Phật con nó chưa có được nhiều. Bởi vậy khi mà học Phật thì cái bước đầu chúng ta phải nhận định cái đó cho thật thấu đáo. Mà thật thấu đáo rồi thì chúng ta mới là một con người can đảm sống ở trong cái vũ trụ này. Còn không thì thế gian này, quý vị thấy người ta có cái bệnh gì? Bệnh nhát nhúa, đổ thừa, phải không? Cứ cái gì mình làm không chịu. Rồi khi gặp cái khổ nó trời khiến tôi khổ quá, hay là Phật không thương, cứ đổ thừa trời khiến Phật không thương, mà không có đổ thừa rằng mình xưa không khéo. Bởi vậy nên ở Việt Nam mình có những cái câu ca dao đó: bởi chinh kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu võng dù nghênh ngang,
đó, ông bà mình nó thấy rõ nè, sở dĩ ngày nay mình được tốt là hồi trước mình khéo tu, mà ngày nay mình bị xấu là tại trước mình không khéo tu, chứ có gì đó. Hiểu như vậy mới thấy chúng ta tu Phật đúng là người Phật tử, tức là con người có giác, mà giác nhỏ thôi nhưng có giác, chứ không phải là tu mù tu quáng. Bây giờ kiểm lại tất cả quý Phật tử từ trước đến giờ sống đúng tinh thần nhân quả hay là sống ỷ lại. Đúng tinh thần nhân quả hay là ỷ lại? Ỷ lại quý thầy, ỷ lại quý cô, thấy không? Thôi kệ làm ăn mới có tiền thôi, lâu lâu đem chùa cúng. Rồi kệ quý thầy, mình có cái tai nạn thì quý thầy cầu an cho, thấy không? Rồi mình có chết thì quý thầy cầu siêu khỏi lo tu, thấy không? Đó. Thì cái đó là ỷ lại hoàn toàn rồi. Như vậy thì Phật tử hiểu, đừng có cái quan niệm đó nữa. Chúng ta phải thực tu. Chư Tăng, chư Ni là người đi trước chỉ cho chúng ta đường lối tu, chứ không phải gánh hết những cái gì của chúng ta làm rồi các vị đó chịu đựng hết thế cho mình. Không phải vậy. Đừng hiểu lầm cái đó. Chứ rồi nhiều khi nói tôi cúng chùa nhiều quá mà bây giờ tai nạn dồn dập, không ai thương tôi hết trơn, phải không? Cứ nghĩ vậy đó là hiểu đạo Phật không có lẽ thực, không đúng đắn. Đó là một cái điều mà tôi nói rằng đạo Phật là đạo chân thật, chỉ cái lẽ thật cho chúng ta, chứ không có dạy cái gì quyền quặc hết. Mà Phật tử không hiểu rồi nghe nói rồi tưởng như là đạo Phật quyền quặc, chứ không có chuyện đó. Đó là một cái điều căn bản. Nhưng mà không phải chúng ta chỉ tu ngang đó thôi, còn có một bậc nữa mà chúng ta phải tiến lên. Phật dạy nhân quả, luân hồi, nghiệp báo là để chúng ta tu ngay trong cái đời này và những đời sau, tạo cái nhân, cái quả, sanh trong sáu đường sanh tử đó. Nhưng mà đạo Phật không phải chỉ dạy mình tu trong sanh tử ra ngoài, mà còn dạy mình tu dạy sanh tử nữa, phải không? Mà nói đấy, chỉ luân hồi trong ba đường tốt ra là mình thấy cũng hơi hài lòng rồi, phải không? Chứ ít ai mà muốn ra khỏi cái đó nữa. Nhưng mà quý vị nhớ, cái đạo Phật chỉ dạy chúng ta phải làm sao cái giác ngộ cho sâu, cho triệt để, chứ không phải giác ngộ sơ sơ đó đủ. Vì vậy mà Đức Phật còn dạy thêm các pháp để ra khỏi sanh tử. Đó. Như vậy thì ở đây tôi nói thêm một cái lý là lý nhân duyên. Quý vị thấy Đức Phật dạy tất cả sự vật ở trên thế gian này không có cái gì tự nó thành hình, mà phải do nhiều nhân nhiều duyên tụ hợp lại mới thành hình. Mà nhiều nhân nhiều duyên tụ hợp lại mới thành hình thì hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, trước khi nó tụ lại, tôi nói gần, thí dụ như trước khi đem những cái hoa cúc lại cắm vào bình, thì cái bình này có gì không? Là không. Rồi mới đem hoa cúc cắm được, chứ nếu cái bình này đầy cứng thì chắc hết cắm hoa cúc, phải không? Như vậy thì trước khi cắm hoa cúc là cái bình không. Từ cái không đó rồi mới đủ duyên tụ lại thành cái bình hoa cúc. Cũng như trước khi cha mẹ chưa sanh, chúng ta làm sao? Có hay là không có? Lúc đó đâu có. Không có ở trong bào thai cha mẹ, chứ phải không có trong cái luân hồi. Nhớ vậy. Trong bào thai cha mẹ mình chưa có,
Nhưng mà đủ duyên cái vào trong bào thai, rồi từ sữa của mẹ lần lần nuôi lớn tới ra đời. Thì như vậy, sở dĩ ngày nay chúng ta có là từ cái không có trước, rồi tụ hội ngày nay mới có. Như vậy thì bình hoa này ngày nay có, nhưng mà đôi ba bữa nữa còn không? Sao vậy? Nó phải héo, phải tàn rồi ta ném, thì dục mất, thấy không? Như vậy cái gì mà duyên hợp lại thì phải có ngày tan vỡ, phải không? Có cái nào hợp mà không tan không? Như vậy thân chúng ta đã duyên hợp thì nó phải sao? Phải tan, phải hoại. Mà Phật tử có chịu hoại không? Phải hoại mà không chịu hoại. Đó. Đó. Như vậy để tôi nói cái lẽ thực cho Phật tử thấy. Chúng ta lúc nào cũng muốn là người giác ngộ, mà ngược lại thì giữ cái mê hoài. Nếu bây giờ tới ngày mùng 1 Tết âm lịch, bạn bè tới chúc chị năm nay nghèo mạt, chúc chị năm nay đau, thì quý vị có nổi nóng lên không? Nổi nóng không? Thì cái đó thì nhất định không chấp nhận được, phải không? Nhưng bây giờ nghèo giàu là cũng cái nhân cái quả của mình. Chút là chuyện khơi thôi, nói bóng nói gió vậy thôi, có thật cái đó mà tại sao nổi giận đó. Như vậy đó. Như vậy thì cái nổi giận của mình hữu lý hay vô lý? Còn chút được sống trăm tuổi hay là được làm ăn phát tài, cái vui lên liền đó. Mà chắc gì sống trăm tuổi mà nghe chút vậy là vui lên. Như vậy thì chúng ta đang đi trong cái mê hay là đang đi trong cái giác? Đó, chịu mê không, chứ không chịu giác, đó, phải không? Đó, mà đạo Phật là đạo giác, mà mình con Phật lại đi trong cái mê thì nói sao đây? Đó, quý vị mới thấy cái gì mà duyên hợp thì cái đó phải tan. Cho nên là tôi thấm thía cái câu mà của vị hòa thượng ở Nhật Bản, ông chúc cho đệ tử ngày đầu năm. Ngày đầu năm cái Phật tử tới đảnh lễ thầy, rồi cái Phật tử cầu chúc thầy đủ hết. Cái ông thầy ông chúc lại, thầy chúc cho các đệ tử ông nội chết, bà nội chết, rồi cha chết, mẹ chết, con thì chết, rồi cháu chết. Ông chết từ trên dưới. Thì quý vị chưa nổi không? Đó là lời chúc của một thiền sư. Thì không ai chịu nổi cái câu chúc đó. Nhưng mà ông cư sĩ ông tức quá, ông hỏi tại sao mà thầy chúc con lạ vậy? Để nói thầy chúc tốt cho con đó. Hỏi tốt thì sao? Thì con thấy trước hết già thì ông nội mãi chết, rồi kế tới cha mẹ chết, rồi kế con chết, kế cháu chết, là chết theo thứ tự người lớn đi trước, người nhỏ đi sau. Còn bây giờ có nhiều người bất hạnh, cha chưa chết mà con chết, và thì cái đó là cái bất hạnh, còn cái kia là cái hạnh phúc đó, đi thứ tự từ trên dưới, có lý không? Vậy thôi mà nghe cái chịu không nổi liền. Đó, thì quý vị thấy chúng ta sống trong tưởng tượng nhiều hơn và lẽ thực. Sống bằng tưởng tượng nhiều hơn, cứ nghe những cái lời vuốt ve, những cái lời tán thưởng rỗng mà vui. Còn những cái lời nói thật ấy, thì lại trách, lại buồn. Đó, thì như vậy mới thấy rằng tất cả chúng ta tu mà chưa có giác, phải không? Nếu giác thì mình có
dầu nói khổ nói vui gì thì cũng là cái nói rỗng, chẳng qua cái nghiệp mình tạo, lành hay dữ rồi mình phải thọ, chứ có ai nói mà thành được cái tốt cho mình hay là thành cái xấu cho mình. Như vậy thì mới thấy rằng tất cả chúng ta học Phật, tu theo mà Phật mà tu trong mê không. Bây giờ quý vị kiểm lại, quý vị có mê không? Mê nhiều ít? Nhiều. Thành ra Phật thì giác, Bồ Tát giác, đệ tử cũng giác và giác ít, mà bây giờ lại đệ tử mê. Đó. Như vậy thì đi ngược với con đường Phật dạy hết rồi. Đó là một cái điều mà tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị thấy. Chúng ta không phải tu chỉ cầu cúng, mong mỏi Phật ban cho cái này cái nọ, mà chúng ta tu là phải thực tâm chỉnh lại, sửa lại cái xấu, cái dở trở thành cái hay, cái tốt, thì đó mới là cái tu thật. Chứ còn nếu mà mình tu mà chỉ cầu xin không đó, thì đó chưa phải là tu. Cái đó là xin chứ không phải là tu. Vậy mà Phật tử mình mùng một Tết có xin không? Lại Phật xin thôi là xin, phải không? Đó, nhưng mà có người họ sẽ thắc mắc, hỏi lại, nếu như vậy thì tại sao mỗi đêm mình phải lại Phật, phải nguyện này nguyện nọ, Phật không cho mình được cái gì hết, mà sao mình lại lại? Mình kính cẩn quá vậy. Đó là cái hiểu lầm của người đời. Tôi thí dụ như một nhà khoa học, họ phát minh được một cái công thức lý hóa hay là toán học, mà từ khi họ mò mẫm cho tới ngày phát minh á, thời gian phải nhiều ít, rất là cực khổ, rất là lâu, bóp đầu bóp trán mới được. Nhưng mà khi thành công thức rồi, chúng ta học cái công thức đó, cái ứng dụng thì chừng bao lâu? À, chừng 5-10 ngày là thuốc rồi, rồi ứng dụng được rồi. Thì cái công của cái người phát minh là nhọc nhằn, khó khăn, rồi nhờ cái nhọc nhằn khó khăn của người trước đó mà chúng ta sau này học theo, chúng ta biết được đúng như vậy, thực hành được điều đó rất là nhẹ nhàng. Cũng vậy, Phật hồi đi tu Ngài không có giác ngộ, chưa giác ngộ, chưa biết những điều mà Ngài giải. Rồi phải tu khổ hạnh bao nhiêu năm, rồi phải ngồi với cội Bồ Đề bao nhiêu ngày đêm, Ngài mới được giác ngộ và thấy được cái đó. Bây giờ Ngài dạy chúng ta, bây giờ học, nãy giờ quý vị học nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, chỉ có chưa tới giờ luân hồi mà hiểu hết rồi, phải không? Còn hồi xưa Phật mà ngộ được rồi, thấy cái đó là Ngài đổ biết bao nhiêu công phu của Ngài. Vì vậy mà chúng ta kính trọng Phật đã gieo cho chúng ta được một cái mầm giác ngộ. Chúng ta rất là quý, rất là trọng cái chỗ đó. Chứ không phải chúng ta lại kính Phật để xin, phải không? Ngài đã tuyên bố Ngài không cho mà. Đó. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy cái quan trọng của người tu. Như vậy qua cái lý nhân duyên thì quý vị thấy trước không có, duyên hợp mới có. Tất cả cái gì có hình, có tướng ở giữa thế gian này đều như vậy hết, phải không? Mà đã là duyên tụ thì cũng phải duyên tán, phải không? Ngày nay đủ thì nó hợp, mà ngày mai thiếu thì nó tán. Đó là lẽ thực. Lẽ thực như vậy mà quý vị chịu tụ mà không chịu tán, có phải vậy không? Cái thân này là đủ duyên nó tụ, thì tới ngày nào hết duyên cái nó khô cằn, cái nó hư hoại thì phải tán. Như vậy thì rõ được lý nhân duyên, đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì mất. Chuyện đó là chuyện thường, có gì phải sợ. Vậy mà có ai ở đây không sợ chết không? Dạ, bây giờ hiểu rồi. Bây giờ hiểu thì không sợ.
nhưng mà hiểu bây giờ chứ về nhà ít bữa cũng quên. Đó. Thì như vậy nếu chúng ta biết có tụ thì phải có tan, thì cái tan đó là lẽ thực không chối cãi được. Mà cái gì là lẽ thực có sợ cũng không được, phải không? Sợ khỏi không? Sợ không khỏi, mà chỉ cái khéo tu. Khi nó đủ duyên nó tụ, hiện giờ nó tốt, thì ngày mai nó có tan, thì cái duyên nghiệp mình phải tạo tốt để nó tụ lại tốt hơn, phải không? Chứ còn không giữ nó mãi được. Cái gì nó đến thời kỳ hoại thì nó phải hoại. Tới hoại mà chúng ta có sợ, có khóc mấy, nó cũng hoại thôi, phải không? Bây giờ biết rõ như vậy thì nói rằng ngày mai chết thì cười thôi, à, hết duyên này đi, có gì đâu sợ. Như vậy thì quý vị thấy người hiểu đạo rồi, sống thung dung tự tại, không có hoảng sợ, không có gì hết. Ai nói gì gì mình cũng không có sợ, vì mình biết cái đó là lẽ thực. Lẽ thực thì không có chạy trốn ở đâu được. Lẽ thực thì không có cái gì phải lo sợ. Mình làm hết cái việc bổn phận của mình, rồi tới ngày nào hết duyên thì nó đi, đi thì cười, vậy tốt không? Còn này gần đi thôi sợ thôi, là sợ rên rỉ khóc lóc được thứ hết, rồi có làm được cái gì nữa? Chỉ làm cho tâm tư của mình nó rối loạn, mà rối loạn nó còn cuồng loạn thêm, nó có ích gì. Cho nên đi thì cũng biết rõ cái chuyện đó là phải như vậy, chứ không nghi ngờ. Mà biết vậy rồi thì quý vị thấy chúng ta dễ tu hay khó tu? Có cái gì mà khó, phải không? Bởi vì mình biết rằng con người ngày mai ai cũng phải tới chỗ chết. Có sanh thì phải có tử. Đó. Mà có sanh rồi có tử thì cái tử là cái cửa mở trực cho mình. Nghe là mình trong cái sanh này mà sơ sẩy một chút cái bước vào cửa tử liền. Phải không? Đó. Tí dụ đi xe lỡ tay cái đụng ầm cái rồi. Đó. Thì cái cửa tử nó đã trực cái đó, chứ có gì đâu. Mà cứ lo âu sợ sệt, mà từ lo âu sợ sệt cái chạy đi coi bói rồi năm nay coi sao tuổi tốt hay xấu rồi đủ thứ hết. Như vậy thì quý vị thấy tin Phật hay là tin ai? Tin Phật hay là tin quỷ thần? Bây giờ phải tin lời Phật dạy, rồi tự chính mình phải tu, phải sửa để mình chuyển đổi, thì đó mới là người Phật tử. Nhờ Phật dạy mình mới giác, mình giác được một chút ít đó, mình ứng dụng mình tu. Ứng dụng mình tu đó là mình tin Phật và tu như lời Phật dạy. Đó là cái lẽ mà tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị. Nhưng mà bây giờ cái lý nhân duyên đó nó còn thêm một cái nữa, là biết thân này duyên hợp, tụ hợp thì thành, mà nó tan vỡ thì mất, phải không? Như vậy thì hợp tan của nó có rồi mất, có rồi mất, thiệt không? Quý vị trả lời dùm câu đó đi. Cái gì có rồi mất, cái đó thiệt không? Không thiệt. Như vậy thì thân này là duyên hợp, mà duyên hợp thì nó phải tan, đủ duyên nó còn, thiếu duyên nó mất. Hợp tan nó không có còn mãi, mà không còn mãi thì đâu gọi là thiệt, phải không? Cái gì mà còn mãi thì cái đó mới gọi là thiệt. Còn hợp rồi phải tan, hợp rồi phải tan thì đó là hư dối. Mà quý vị chịu mình không thiệt không? Đó, cái đó mới là cái nhìn cho thấu suốt cái lẽ thực. Biết từ không duyên hợp thành có, duyên hợp thành có rồi thì hết duyên rồi nó trở thành không, phải không? Chỉ có một chặng có rồi nó trở thành không nữa. Như vậy thì
cái gì duyên hợp thì cái đó không thiệt. Mà thân này duyên hợp thì thân này không thiệt. Xác định vậy, quý vị in không? Các bộ hơi khó. Hơi khó, khó tin điều đó. Biết nó như vậy mà không dám, không dám nhận rằng mình sẽ tan. Mình phải trăm tuổi kìa. Còn tham như hồi xưa mấy ông vua được muôn tuổi kìa, vạn vạn tuế đó. Còn bây giờ cái chút bát niên mình trăm, nhưng mà sự thật mấy người được. Thì cái chút đó là chút rỗng, mà mình là thích chút như vậy, mà không chịu nhìn cái lẽ thật. Thì đã duyên hợp thì duyên tan, mà nếu duyên tan thì cái thân này không thiệt. Mà thân không thiệt thì ai nói hơn, nói thua, nói phải, nói quấy gì có quan trọng không? Bây giờ quý vị biết thân mình không thiệt, bây giờ ai có nói anh hay là chị xấu, hay là anh hay là chị thấy dễ ghét vân vân, có buồn không? Thân này đã giả thì những cái đồ khen chê đó là cũng đồ ở bên ngoài, phải không? Cái bản thân nó đã là giả thì cái lời khen chê cũng là hư dối thôi. Thì giả sử có ai chửi bới nên cười hay nên giận, thân không thiệt kẻ chửi đó cũng là rỗng thôi, có gì đâu. Vậy đó, mà ai nói nặng một câu thì giận năm mấy ngày chưa quên, phải không? Đó. Thì hỏi cái thân đã là không thiệt thì cái lời nói thiệt được sao? Phải không? Lời nói không thiệt mà cái không thiệt mà mình ôm ấp mình giận, có phải khờ dại không? Đó. Bây giờ quý vị thấy được cái thân không thiệt thì quý vị có dễ tu chưa? Rất là dễ. Mà tại vì thấy thân thiệt nên tu hết sức khó. Phải không? Giả sử như tôi nói, đến bữa ăn thông thường thì phải có món này món nọ, mà hôm nào đó lỡ ở trong nhà dọn mình có muối tiêu muối ớt với cơm thôi thì dễ ăn hơn. Tại sao nó khó? Bây giờ cái thân không thiệt, cái đồ này đồ tạm dùng để cho qua ngày chứ có gì đó quan trọng. Còn này mình còn đặt cái ngon lên trên, cái dở lên trên thì thấy nó bực bội, phải không? Đã thân không thiệt thì cái vật thực nuôi nó thiệt được không? Đâu có thiệt. Rồi tới đồ mặc của nó có thiệt được không? Cũng đâu có thiệt. Vậy đó mà ăn không ngon, mặc không đẹp cái buồn rồi, phải không? Như vậy thấy thân thiệt hay giả? Đó, thấy thân giả mà lại buồn giận những cái không đáng thì cái đó là chưa khéo tu. Bởi vậy cho nên ngày xưa các vị người ta sống rất là đơn giản, cảnh nào, trường hợp nào người ta cũng quan hỷ hết, là tại thấy thân không thiệt. Còn chúng ta bây giờ sống đòi cái này, đòi cái kia, đòi cái nọ, thua kém ai một chút cái là buồn bực rồi. Nhưng mà đòi, tôi hỏi quý vị, thân này chúng ta đòi được nuôi dưỡng, cưng chiều cho được sung túc, nhưng mà rồi giữ nó được không? Như vậy thì cái không giữ được mà mình chiều nó quá làm chi vậy? Phải không? Cái không giữ được thì giờ mình mượn nó để làm cái gì hay hơn, tốt đẹp hơn, phải quý không? Đó, như vậy cho nên biết thân không thiệt, cho nên mượn nó để chúng ta tu, tu cho khéo, tu cho hay, để rồi từ cái phương tiện tạm bỡ này chúng ta tiến lên được những cái cao siêu hơn. Chứ còn cứ nuôi dưỡng cái không thiệt, dù cho bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cũng là ở trong cái dòng chìm lên hụp xuống thôi, không có lợi ích gì. Bởi vậy cho nên là trong kinh Phật thường nói cái pháp của Phật như chiếc bè qua sông đó, nhờ nó mà chúng ta qua được cái bờ giác ngộ, chứ không có theo đó mà ở mà giữ hoài. Đó là cái lẽ mà tôi muốn nói. Bây giờ quý vị
biết thân là không thiệt. Mà nếu biết chắc chắn là lúc đó quý vị giác ngộ nhiều ít. Chắc cái đó cũng phần giác rồi, tức là Bồ Tát rồi đó. Nghĩa là mình giác ngộ những cái phần quan trọng mà Phật giải đó, đã giác ngộ được rồi. Mà nếu giác ngộ được rồi, đó là Bồ Tát. Mà khi giác ngộ đó thì quý vị đọc Kinh Kim Cang dễ hiểu rồi không? Trong Kinh Phật nói, nguyên văn chữ Hán, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện. Tức là tất cả cái pháp có hình, có tướng sanh diệt này, giống như là mộng, là huyễn hóa, là điện chớp, là sương mù, vân vân. Thấy đó nhưng rồi sẽ mất. Như vậy đó là nhìn với con mắt giác ngộ. Bây giờ quý vị chịu giác ngộ không? Khó quá. Đâu có khó. Bây giờ tôi nói hết sức dễ cho quý vị thấy. Chúng ta đang mê thấy cái thân này thiệt. Thấy thân này thiệt là đang mê, phải không? Thấy không đúng là thật, là mê. Bây giờ thấy thân này thiệt, đang mê. Bây giờ quý vị chuyển thấy cái thân này giả, tốn chừng bao nhiêu công? Có cái gì ngăn trở không? Đâu có gì ngăn trở. Mình đủ thẩm quyền để chuyển cái mê thành cái giác. Vậy thôi mà không chịu chuyển. Vậy thôi rồi than Phật không thương. Và mình không chịu chuyển Phật thương sao được. Như vậy thì từ cái mê chuyển thành cái giác rất là nhẹ nhàng. Chỉ đổi cái nhìn cái được rồi. Thấy thân là thiệt. Bây giờ thấy thân duyên hợp hư giả. Ai nói gì cũng cười, không có gì quan trọng hết. Cuộc sống đạm bạc thế nào cũng được. Để rồi mình cố gắng mình tu, mình cố gắng mình vươn lên, thì cái đó là con người giác ngộ. Dù chưa có viên mãn nhưng cũng là Bồ Tát rồi đó. Như vậy thì Bồ Tát với phàm phu quý vị thấy cách bao xa? Cách có cái mê và cái giác, phải không? Mà cái mê cái giác từ trong tâm mình đổi ra rồi chứ gì, phải không? Ngày nay mình thấy nó thiệt, ngày mai mình đổi thấy nó giả cái rồi. Thì như vậy từ cái mê chuyển thành cái giác, nó không phải là công phu phải trèo non lội suối gì hết trơn á, chỉ đổi cái được liền. Dễ không? Vậy mà Phật tử tu thằng khó quá. Đâu phải phải bảo Phật tử gánh một gánh đá lên tước lên chót núi đổ trả thì nó cái này gánh không nổi. Còn này biết đổi một chút nhìn thôi à, phải không? Đổi cái nhìn, từ cái nhìn sai lầm qua cái nhìn giác ngộ đó là mình tu hết sức là dễ. Gọi là chuyển mê thành ngộ đó. Chuyển một cái thôi à. Đó. Cho nên thường nói người tu từ mê qua giác dễ dàng như trở bàn tay. Để vậy thì úp lật lại thì ngứa. Không có tốn công gì hết. Mà nhiều người than thở khó tu. Đó là vì lâu nay Phật tử chưa biết rõ. Bây giờ tôi nói rõ cho quý Phật tử biết rồi, thì quý Phật tử nên phải cố gắng thực hiện được cái tinh thần giác ngộ của Đạo Phật. Tinh thần đó là cái tinh thần đúng chân lý, chứ không phải là cái tinh thần dọa dẫm hay là dụ dỗ gì hết. Nói đúng lẽ thật cho chúng ta nhận ra lẽ thật. Nhận ra lẽ thật rồi thì chúng ta ứng dụng tu hành dễ chứ không có gì khó hết. Chỉ chúng ta chưa hiểu cho nên tu nó khó. Hiểu rồi thì tu không phải là khó. Vì vậy quý vị chịu tu không? Chịu làm Bồ Tát nhỏ nhỏ chưa? Nó phải giác. Cho nên tu rồi thì quý vị phải lâu lâu phải tự kiểm lại mình. Mình có giác chưa? Bởi vậy nhiều người đọc Kinh Kim Cang nó không hiểu. Bởi vì mình thấy thiệt mà Phật thấy giả. Phải không? Phật thấy giả mà nói thiệt thành ra lời Phật dạy không dính gì với mình hết trơn. Bây giờ tôi giảng từ cái căn bản là lý nhân duyên, đưa quý vị tới thì thấy đó là một lẽ thực, chứ không có phải là Phật suy lý để mà nói cho chúng ta sợ
Mà bây giờ có người lại nghi nữa, nếu mà thấy các pháp nhiều quyển nhiều quá rồi thì ta chán đời không muốn làm gì hết thì sao, phải không? Đó, có những người sẽ nghi cái điều đó, thấy cái gì cũng giả dối tạm bợ thì vậy còn làm gì nữa, thôi nhịn đói chết cho rồi, phải không? Cái đó là một cái sai lầm. Đạo Phật dạy chúng ta phải giác ngộ, nhưng mà khi giác ngộ được rồi, nhìn lại người mê chúng ta mới thương. Bây giờ chúng ta giành việc với nhau, cái hên, cái thua, cái được, cái mất, cho nên là thương nhau cũng gượng mà thương thôi. Hay thương những người thân, mà người thân mà nếu mà cha mẹ chết mà để vô tài không chia đều cũng không thành thương nữa, phải không? Đó. Thì như vậy thì cái thương đó nó không có thật. Bây giờ chúng ta biết rõ ràng cuộc đời nó là như vậy, thân này nó là giả dối như vậy, biết rõ rồi mình không còn vướng mắc, không còn bận biểu nữa, thì thấy những người đương vướng mắc, đương bận biểu mình có thương không? Thương đó là thương cái mê, vì chúng sanh mê mà Phật phải thương, mà thương đó mới công bằng. Một ông tổng thống mê mình cũng thương à, thấy không? Còn thương mà nghèo mới thương, giàu không thành thương đó. Thì thấy mấy người giàu cái mình có vậy không bằng lòng, mà chỉ thương mấy người nghèo đói, thì cái thương nó tạm bợ, nó không thiệt. Còn cái thương chân thật là thương cái kẻ mê. Sau khi mình giác, mình giác rồi thấy kẻ mê mình rất là thương. Mà thương thì phải tạo điều kiện để hướng dẫn, để chỉ dạy họ. Đó là thực hiện lòng từ bi. Mà giờ ta còn mê mà mình giác một mình thì đâu được. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan, Ngài phát nguyện nguyên câu chữ Hán này: như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất y thử thủ nêu hoàng. Nếu mà còn một chúng sanh mà chưa thành Phật đó, thì con nguyện không có nhập Niết Bàn. Thì thấy họ mê mình thương, nên không nỡ. Vì vậy mà Bồ Tát thương chúng sanh, thương cái mê chứ không có thương nghèo. Thương cái mê của chúng sanh, mà cái mê đó thì cả giàu cả nghèo gì cũng mê hết. Nhiều khi mê, giàu còn mê đậm hơn nữa, thấy không? Vì vậy mà Bồ Tát thương hết, không có bỏ một ai. Mà thương hết thì đâu có nói rằng tiêu cực yếm thế được. Biết rõ các pháp đúng như thật, nó là duyên hợp hư giả, mà người ta mê sai cái hư giả đó, thì cái đó là cái đáng thương. Vì vậy mà thương tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng ta, ai học Phật, hiểu Phật rồi, thì dù mình không phát tâm Bồ Tát, nhưng mà thấy những người mê cũng là đáng thương. Mà một câu kinh Đức Phật dạy tôi không bao giờ quên được, là Phật dạy rằng cái khổ ở địa ngục chưa phải là khổ, cái khổ ở ngạ quỷ đói khát chưa phải là khổ, cái khổ súc sanh làm trâu làm ngựa kéo cài kéo xe chưa phải là khổ, chỉ si mê không biết lối đi, cái đó mới là khổ. Bởi vì cái khổ kia còn có ngày ra khỏi, còn cái khổ si mê này không biết chừng nào ra khỏi, cứ chìm ở trong sanh tử muôn kiếp. Cho nên cái khổ của luân hồi sanh tử mới là cái khổ hết sức quan trọng, hết sức nặng nề. Mà còn mê là còn luân hồi sanh tử, cho nên cái đó mới là cái đáng sợ. Mà chúng sanh thì chỉ sợ nghèo, sợ giàu, phải không? Mình thua người ta này kia sợ thôi, mà không sợ cái mê. Còn người tu Phật sợ cái mê mà tránh để cầu được giác ngộ, thì đó mới thực tình là người tu Phật. Như vậy thì quý Phật tử hiểu được mấy cái câu mà tôi đã nêu lên, từ nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, nhân duyên. Nhân duyên rồi quý vị nghe hiểu, nhưng mà tụng kinh Bát Nhã quý vị thuộc lòng không? Hiểu làm sao? Trong đó Phật dạy chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, phải không?
người soi thấy năm uẩn này không thiệt, liền qua hết tất cả khổ nạn. Mà ngũ uẩn là gì? Sắc uẩn là vật chất, thể xác, rồi thọ tưởng hành thức, đó là phần tinh thần của mình. Những cái đó nguyên trước nó là không, duyên hợp giả có. Biết được như vậy, nó có trong cái giả dối không thiệt, thì mình qua hết tất cả khổ nạn. Mà giờ đọc thuộc lòng Bát Nhã mà không chịu chiếu kiến, phải không? Không chịu xem xét, không chịu quán chiếu, cho nên rồi khổ nạn tới hoài. Rồi nói Phật dạy không linh, thành nói là độ tất cả khổ ách, mà sao tới giờ tôi không độ được cái gì hết. Đó là tại vì chúng ta không biết tu theo cái trí tuệ Bát Nhã. Chứ giờ mà khéo tu như vậy rồi thì quý vị thấy nó hay đáo để. Lời Phật là lời vàng, bởi nói cái lẽ thiệt triệt để, mà tại cái thấy của chúng ta cạn cợt nông nổi, cho nên nói tới cái triệt để đó chúng ta lại không thấm, không biết, rồi tưởng chừng tin Phật thì ráng đọc kinh vậy thôi, chứ còn không phải là hiểu Phật, hiểu được lời Phật dạy. Đó là cái thiết yếu. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, nếu quý Phật tử biết rõ đó, thứ nhất là nhân quả, thứ hai là nghiệp báo, thứ ba là luân hồi, đây là ba điều tu ở trong còn luân hồi, để mình chọn luân hồi trong ba đường lành đó. Nếu mà mình biết đúng cái lý này thì tạo nghiệp lành sẽ sanh đường lành từ cõi người cõi trời. Nhưng mà trong kinh thì Phật không khuyến khích mình lên cõi trời. Quý vị biết tại sao không? Tại anh sướng quá mà sao lại không lên. Trên cõi trời muốn gì được nấy, muốn ăn có ăn, khỏi có đổ mồ hôi gì hết. Mặt có mặt, muốn đi chơi được đi chơi. Mà Phật không muốn mình lên đó. Bây giờ tôi nói thí dụ như sanh ở trên thế gian này, người dân thường với một vị tổng thống, thì người dân thường dễ tu không? Tổng thống dễ tu? Dân thường dễ tu, có khổ có vui rồi này đó, rồi mới thức tỉnh. Còn ông tổng thống bị tiệt tùng riết, ông tu không được. Ở lên cõi trời cái gì cũng thỏa mãn hết thì đâu có tu được. Cho nên vì vậy mà khó tu. Chỉ ở cái cõi ta bà này có khổ có vui, dễ tỉnh, dễ để đánh thức mình. Còn ở trên kia thì có một chiều một, ăn uống đã đời cái rớt xuống rồi chìm xuống này lại. Rồi ráng tu lâu lâu tụt lên tránh, tránh rồi cái tụt xuống nữa. Thì cứ như vậy lên xuống hoài mà không ra khỏi. Còn đây mình biết tu rồi mình mới có cái tìm một con đường chân thật, mới ra khỏi cái dòng luân hồi sanh tử. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Tất cả quý vị ráng nghe hiểu ứng dụng tu. Như vậy thì tôi nói bao nhiêu đó quý vị thấy đủ để tu chưa? Tôi nói con giờ hơn mà cũng đủ rồi. Bởi vậy Phật hồi xưa tu lâu, mà vì Ngài chưa có thấy được cái đó, nên Ngài tu hết sức nhọc nhằn, rồi Ngài mới sáng được, Ngài thấy. Bây giờ sẵn Phật dạy rồi, chúng ta học cái đó, biết ra cái ứng dụng tu dễ quá chừng. Cho nên lại Phật suốt đời cũng vừa đó, phải không? Thôi ngang đây nghỉ. Trước khi nghỉ, yêu cầu tất cả quý Phật tử, quý tăng ni chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.